tạo hóa đã sản sinh ra nhiều loài động vật phong phú, tạo ra thế giới tự nhiên đa dạng và tuyệt vời. Trong số đó có những loài vật với những nét đẹp cuốn hút, tô điểm cho sự rực rỡ của thiên nhiên kỳ vĩ. Sau đây hãy cùng điểm qua 7 loài động vật đẹp nhất thế giới. Tất nhiên đây chỉ là danh sách dựa trên quan điểm của một bộ phận độc giả đến từ nhiều quốc gia. Cáo Fennec còn được gọi là cáo sa mạc, cáo Fennec fuberzida sống ở Bắc Phi và Sahara. Tai của chúng khá lớn, có thể dài đến 15 cm và rất nhạy bén, cho phép chúng nghe chính xác được vị trí của con mồi ngay cả dưới lòng đất. Cáo Fennec săn mồi vào ban đêm, bắt chủ yếu các loài có vú nhỏ và các loài chim. Linh miêu, tên của loài linh miêu Felis carnarus xuất xứ từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ caracula, có nghĩa là tai đen. Loài linh miêu có nhiều đặc điểm cho phép chúng sống trong nhiều môi trường khác nhau. Những điều này gồm một đôi tai dài, linh hoạt, có khả năng nghe những âm thanh nhỏ nhất bởi đôi chân sau, chắc khỏe, chúng có thể săn mồi một cách dễ dàng. Thức ăn của chúng là những động vật có vú, linh dương và bò sát. Cua kèo Hotrophoris là thuộc chi đơn loài, nghĩa là chúng không có một loài họ hàng nào khác. Chúng dài 2 cm và có thể ngụy trang trong các màu sắc tươi sáng để phù hợp với môi trường sống của chúng như các rạn san hô. Nơi tập trung chủ yếu của chúng là vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chim rùa đuôi án Apotomena macrura sống ở phía đông trung tâm Nam Mỹ. Chúng ưa thích những môi trường thoáng mát, ven biển hay các khu vườn, nhưng đặc biệt tránh những khu rừng nhiệt đới. Điểm nhận dạng của chim rùa đuôi án là bộ lông sặc sỡ gồm màu xanh lá cây, xanh dương và tím cùng với chiếc đuôi được xẻ dài. Ếch phi tiêu độc là ếch phi tiêu độc Raptor azurus sống trong các rừng nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ, có chiều dài từ 5 đến 6 cm. Cổ dân thường dùng độc từ loài ếch này để tẩm phi tiêu, bởi vậy mới đặt cho chúng cái tên này. Các chất độc của ếch phi tiêu cũng đang được nghiên cứu trong y tế, làm chất giãn cơ, giảm các cảm giác thèm ăn và kích thích hoạt động của tim. Hổ Panthera taurus là loài lớn nhất cũng như đẹp nhất trong họ nhà mèo. Chúng dài tới 3,3 mét và nặng hơn 300 kg. Vòng đời của một con hổ là 26 năm. Hổ là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Với gần 4.000 cá thể ngoài tự nhiên, hổ Benga là loài nổi tiếng nhất và hổ Siberia là loài lớn nhất. Những sóc phăng trên bộ lông của hổ giúp chúng ẩn nấp trong môi trường tự nhiên dễ dàng. Bướm hoàng hôn Madagascar là loài bướm có màu sắc vô cùng độc đáo, rất được các nhà sưu tầm ưa thích, được bình chọn là loài động vật đẹp nhất hành tinh theo ý kiến của nhiều người. Màu sắc cân đối trên đôi cánh của chúng là do hiện tượng quang học và phản xạ ánh sáng. Chúng sử dụng màu sắc của mình để đe dọa kẻ thù. Sải cánh của bướm hoàng hôn dài 11 cm, giọng của sâu bướm trông như một xác chết, và người Malagasy tin rằng sâu bướm đại diện cho linh hồn của người tổ tiên đã chết.